Lại về thêm một gốc Ngọc Am cháy cho các bạn nhé. Nhưng mà lần này thì đây là gốc và cái lũa của Ngọc Am Hà Giang. Đó, và nó cháy này, mặt nó cháy này. Đó, cái phôi gốc Ngọc Am Hà Giang này nó rất là đẹp. Nó có cái mặt trước là lũa này. Đó, và mặt sau cũng còn rất là nhiều thịt. Tại sao nó lại bị cháy như này? Thì những cái phôi gỗ này nó còn đang còn sót lại ở trên mặt đất. Và khi mà người ta đốt rừng thì nó sẽ có những cái phần mà cháy xém vào như này. Đấy, thành ra là người dân ở trên đó thì người ta có thể đi tìm được. Và cái phôi này thì có thể làm được rất nhiều thứ. Ví dụ như là khi mà để nằm xuống như này thì chúng ta có thể làm được thành một cái bàn trà, nó cũng rất là đẹp. Hoặc là nếu không thì chúng ta có thể tham khảo hình thức là cắt ra và làm thành những cái túi thơm. Bởi vì đây là phôi gỗ Ngọc Am đỏ Hà Giang nhá. Nó sẽ chứa rất nhiều tinh dầu và rất là thơm. Sẽ tạt ra để các bạn xem thử nhé. Sau khi mà tước cái gỗ ra các bạn này, đấy, rất là thơm. Cái mùi của Ngọc Am đỏ nó rất là nồng. Đó, trong bên trong đây mặc dù là lớp ngoài bị cháy nhưng bên trong đây cái lượng dầu vẫn còn rất nhiều các bạn nhé. Cái này mà chẻ ra thành túi thơm ấy, cái lượng tinh dầu nó ra nó có thể ướt túi là chuyện bình thường nhá. Đây, lượng tinh dầu này cực kỳ thơm, đúng chuẩn mùi Ngọc Am Hà Giang nhá.